Người Việt Nam xứ nghệ leo tường Mexico để vào Mỹ, mồm reo hò. Giấc mơ mì anh em ơi. Ngày xưa, khi cựu Tổng thống Trump nói nước Mỹ cần xây một bức tường với Mexico. When Mexico sends its people, they're not sending their best. They're bringing drugs, bringing crime, rapists. Tôi cứ nghĩ là người Mỹ thật tồi tệ. Nhưng bây giờ, người Việt Nam chúng ta vượt hàng vạn km xa xôi hiểm trở, quá cảnh hàng tá quốc gia, chỉ để vượt hàng rào Mexico biên giới Mỹ. Một điều ô nhục chưa từng thấy trong lịch sử nước ta. Việt Nam cách Mỹ nửa vòng trái đất vậy mà vẫn đến được. Ngày xưa người ta có thuyền nhân, bây giờ chúng ta có tường nhân, container nhân, những sản phẩm siêu việt của xã hội chủ nghĩa. Hành trình gian khổ, có thể mất cả chì lẫn chài. Một chuyến đi như vậy họ phải trả đến 65.000 USD cho bọn buôn người có tổ chức. Nhưng người Việt Nam vẫn sẵn sàng liều mình chấp nhận những rủi ro đó chỉ để lưu vong bất hợp pháp. Đây đúng nghĩa gọi là ra đi tìm đường cứu thân. Việt Nam ngày xưa đã chiến thắng Mỹ, đánh đuổi họ ra khỏi miền Nam một cách ngạo nghễ, thì bây giờ họ qua tận sang Mỹ để đánh đuổi bọn họ ra Alaska ở với gấu Bắc Cực luôn. Chưa bao giờ chúng ta cường mạnh đến mức như vậy.